muôn kiểu khoe khéo vòng eo thon của các mỹ nhân Việt. Với mong muốn khai thác triệt, để đường cong vóc dáng, và đặc biệt là vòng eo thon, hội mỹ nhân Vibis gần đây đều đồng loạt lên đồ cùng những item này. một Quần jean lưng rộng thanh thang khoe eo bé. Nhiều người cho, rằng mặc quần vừa kích thước, sẽ là chìa khóa, để tôn lên, được tối đa đường cong vóc dáng của bản thân. Tuy nhiên, lượn một vòng trang cá nhân của mỹ nhân Việt dạo gần đây, không khó, để nhận ra, rằng các quý cô sành điệu đều đang dành phần lớn sự quan tâm cho những chiếc quần jean có lưng rộng và không dùng thắt lưng. Việc mặc đồ tưởng là lỗi thời trang lại là cách để các cô nàng khoe vòng eo siêu nhỏ. Hai, váy bó sát ôm trọn đường cong vóc dáng. Bên cạnh sự xâm lấn làng mốt của quần lưng rộng, váy ôm siêu bó và siêu ngắn cũng là một item được yêu thích gần đây, dù kiểu dáng đơn giản là thế. Nhưng thiết kế này được đánh giá cao bởi khả năng giúp chị em khai thác triệt. Để thân hình đồng hồ cắt, đặc biệt là vòng eo con kiến chuẩn chỉnh, tuy nhiên, ai tầm dễ phản chủ này chỉ dành riêng cho hội chị em sở hữu vóc dáng thanh mảnh không chút mỡ thừa bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại